Kính bạch sư cho con hỏi, con có nghe giảng làm thiện pháp không rủ người khác, sau này sẽ cô đơn ít quyến thuộc, mà con rủ nhiều người cùng làm nhưng không ai chịu làm hết, có khi hứa rồi tới ngày lại không đi, như vậy con buồn và thất vọng. Nên giờ con không muốn rủ ai hết, có được không? Còn con đi chung với mẹ con thì con cũng không hoan hỷ lắm. Nhiều khi còn nổi sân vì đi chung thì con phải chờ đợi nhiều khi trễ giờ. Tới chùa thì nhiều khi mẹ làm nhiều cái con không đồng ý, con cảm thấy bực bội, không còn tâm hoan hỷ nữa. Nhưng con cũng muốn mẹ đi cho có phước, giờ con phân vân quá, kính mong sư chỉ dạy. Thứ nhất là khi mà mình tìm những người bạn thì mình nên tìm những người đồng chí hướng, những người có cùng cái sở thích giống như mình. Cụ thể ở đây đó là sở thích bố thí cúng dường. Quên đổi qua chế độ im lặng. Cụ thể đó là cùng cái sở thích bố thí cúng dường. Thì như vậy đó, khi mình rủ á, ai cũng hoan hỷ. Còn khi mình rủ mà mình rủ nhầm cái người họ không có thích bố thí đó, thì có khi là nó sẽ dẫn đến những cái phiền não. Tuy nhiên cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Có khi nhờ cái duyên của mình, nhờ sự kêu gọi của mình mà nhiều người vốn dĩ họ sẽ không làm phước đâu, họ cũng không có ý nghĩ làm phước, nhưng mà nhờ sự kêu gọi của mình thì họ cũng miễn cưỡng họ làm. Mặc dù họ miễn cưỡng họ làm nhưng đây cũng sẽ là cái duyên quan trọng để họ gieo duyên lành đối với chánh pháp, và biết đâu đó sẽ là một cái duyên để họ chứng đắc đạo quả trong ngày vị lai. Cho nên cái chuyện mà mình giúp đỡ người khác vốn dĩ nó không dễ. Mà bởi vì nó không dễ cho nên là nó sẽ gặp nhiều thử thách. Như là ở trong chú giải pháp cú có nói về ông bá hộ chân mèo. Anh thanh niên này ảnh xin cúng dường kê tăng. Coi như là toàn bộ bao nhiêu tăng là anh này ảnh xin hết. Rồi ảnh về ảnh mới kêu gọi trong làng xóm ai có khả năng thì đăng ký để cúng dường. Có ông bá hộ đó, ổng mới nghĩ quấy cho anh này là tại sao lại vẽ chuyện để mà người khác tốn tiền tốn của, mình thích thì mình làm một mình thôi, mắc mớ gì phải kêu người khác. Và khi mà ông này được đề nghị là hùng phước, ổng rất là khó chịu. Thành ra là mỗi miếng như vậy ổng nhín một chút xíu thôi. Ông lấy ba cái ngón tay, ông lấy một chút xíu gạo, lấy một chút xíu muối, lấy một chút xíu dầu, lấy một chút xíu mè, mọi thứ miếng như vậy đó, đủ rồi, làm tượng trưng thôi. Thì anh này ảnh mới đem cái toàn bộ cái phần đó ảnh chia ra, ảnh chia ra từng chỗ một chút như vậy đó. Thì mỗi thí dụ như một cái thùng, một cái nồi cơm lớn thì ảnh bỏ gạo vô trong đó, thì như vậy là ở trong đó sẽ có phần phước ông bá. Thì nhờ như vậy đó, ảnh mong là ông bá hộ keo kiệt như vậy vẫn được nhiều phần phước. Nhờ cái tánh ảnh như vậy cho nên là ảnh mới gieo duyên lành giúp cho ông bá hộ. Rồi từ đó đó, ông bá hộ mới đến rồi gặp Đức Thế Tôn, rồi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và sau đó chứng đắc đạo quả. Cho nên cái chuyện là mình rủ rê đó, nó rất là nhiều công đức. Mà chính bởi vì những việc nhiều phước đức thì nó sẽ gặp nhiều những sự cản trở, nó sẽ gặp nhiều những sự thử thách. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong một thời kỳ mà cái ác nó trội hơn cái thiện. Đương nhiên mình làm được thì có phước thôi, phước nó nhiều là đằng khác. Và để tìm cái cách mà dễ nhất thì chúng ta nên tìm cái bạn đồng tu, hoặc là cái người đồng ý tưởng với mình. Còn nếu không được thì thôi, tại vì cũng không có ai ép ai làm phước bao giờ. Còn cái chuyện là mẹ của quý vị đó,
thì mình nên khéo. Tại vì mình giúp người khác sanh thiên nó đã khó rồi, mà mình giúp cha mẹ mình sanh thiên nó càng khó hơn nữa. Nếu như cái chuyện báo hiếu mà dễ đó thì thiên hạ đã báo hiếu được hết rồi. Báo hiếu rất là khó chứ không phải dễ đâu. Cho nên nếu như mà mình vì tình thương đối với mẹ của mình á, thì mình nên khâm nhẫn, rồi hướng dẫn mẹ của mình từng bước từng bước. Nhờ như vậy đó, mẹ mình cũng có duyên lành đối với Phật Pháp, rồi mẹ mình sẽ có được cái phước đi đến sự tái sanh vào các cảnh giới tốt đẹp hơn, hoặc là đi đến cái việc là gieo duyên lành đối với chánh pháp, rồi biết đâu đó nhờ cái phước đó ngày vị lai mẹ mình cũng được giải thoát. Thành ra đó, như sư nói từ nãy, cái chuyện mà mình làm lớn á, nó khó lắm. Tại vì một khi thứ nhất nó ảnh hưởng đến nhiều người, thứ hai đó là cái phước nó lớn, ví dụ như là mình trả ơn cho cha mẹ, ví dụ như là mình giúp nhiều người sanh thiên, thì đó là một cái phước lớn. Mà bởi vì đó là phước lớn cho nên nó sẽ gặp cản trở lớn. Thành ra đó, cuối cùng thì sư mong quý vị vững chí bền lòng để tạo được nhiều cái sự thiện pháp cho bản thân và cho gia đình.